mới chạy thì kiểu nhiều người cũng hỏi là phải thở lên nào, lúc thở thì sẽ thở bằng cổ hay bằng miệng, thì cái thở của mình nó có rất là nhiều cái nhịp thở, nhịp thở 1:1 này, nhịp thở 2:2, nhịp thở 3:2, nhưng mà cái nhịp thở bình thường thì sẽ là 2:2, còn với cái tốc độ trung bình ấy, trung bình của một bình thường của mỗi người, nó cũng phải tùy vào thể trạng của mỗi người, con người thì sẽ cần thở nhanh, thở nhiều để cái nhịp nó vào, nó đổ hơi thở để cái cơ nó hoạt động. Thì như bản thân em thì em sẽ nhịp thở là 2:2, 2:2 cho tốc độ trung bình, và cái lúc mà gọi là mắt của em thì là sẽ là 1:1, nó cũng tùy thuộc vào cái tốc độ của mình đang chạy cận nhanh. Còn lúc mà em chạy nhẹ hoặc là chạy thả lỏng thì có thể là 4:3 hoặc là 3:2, nó cũng tùy từng cái tốc độ, tùy từng cái thể trạng của từng người. Nên là lúc chạy ấy, thì anh chị cứ thử xem mình thử cái tốc độ trung bình của mình, trong mình thở cái nhịp thở 2:2 nó có phù hợp với cơ thể mình không. Nếu mà nó bị chậm quá, chạy 2 bước mới thở 1 lần thì nó bị chậm quá, nó không kịp hơi vào, thì mình phải điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý nhất. Mình cứ thử 2:1 chẳng hạn, hoặc là 1:2, thì làm sao mà mình tìm được một cái mức mà mình cảm thấy là ổn định nhất. Mình không bị hụt hơi, không bị thiếu hơi. Đừng quên theo dõi PA Sport để đặt câu hỏi và được giải đáp thắc mắc từ các huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp tuyển quốc gia nhé.